Đây là tiền của Pháp, bằng Indochina là này 20 đồng. Nó giá trị tương đương bằng vàng. Thích thì mua, không thích thì thôi. Ví dụ như Tôn Trung Sơn, với tên ông có tên riêng là Tôn Dật Tiên, là giá tiền này là 1937. Nếu mà có ai bán mình cũng sưu tầm mua vậy. Ở đó kêu bằng tỉnh định tượng đại đó là của Thành Thái, có Bảo Đại, có ở Đông Dương, có một 1875 Sài Gòn này. Thành Thái giờ cái Thành Thái lên làm vua vua Việt Nam, và này có hình của Thành Thái nữa. Là ở đó mình mua, mình vô cái chân đó, ví dụ mình trước khi vô là mình phải tốn mấy trăm ngàn, mà hồi đó đồng tiền lớn lắm. Hồi đó sĩ quan có hai ngàn rưỡi cả đó. Bị bắn là đi vô lãnh lương rồi về đó, về rồi cái ba người bạn hỏi đi về chung không, cái không tụi bay đi về trước đi, thì tụi nó về trước, thì tài danh thằng ai đó bị bắn ngay nội rồi nó tỉa. Phải mà tôi về chung là tôi chết luôn rồi. Nặng đưa tiền cho vợ, cái vợ con họ nó kêu bằng gì cộng rồi bắn xẻ đó, chết ba người. Còn nếu mà tôi về chung là chắc chết luôn rồi. Năm 1966